nha cả nhà. Giờ đi nhận phòng công mình số mấy rồi? 122 hả? Chị dưới tầng trệt rồi. Giờ để tìm, tìm số cái phòng nhỉ. 122 nằm cũng gần tới rồi đó. Giáo dục ạ. Cô, mình tỉnh lên kéo được. Cảm ơn. Mở dùng hai cái công tắc đèn nữa lên đi ba. Đây. Trên sát chân núi nhưng mà sát cái chân đó rồi không thấy gì hết, không có lên được đâu. Chỉ làm đi bộ thôi. Ông đầu tiên là George Washington đúng không? Ông tiếp theo là Thomas Jefferson. Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba đó. Tiếp theo là Theodore Roosevelt. Ông Abraham Lincoln là ông có kiếm bia. Sau đó là có kim mata. Trên đây là mata. Abraham Lincoln là có bia. Sau đó Roosevelt là có kim mata. Đây là khán đài nha cả nhà. Khán đài đó. Ở cái núi mấy ông nó nằm sau lưng cái khán đài. Công trình lắp đặt cái tượng đá của mấy ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn nó có nét cỡ khác nhau mọi người. Đã chưa? Ai đâu? Con mua nó nói tìm trước nó ra bè chờ tính tiền ra không quay lại thấy đâu. Chú lấy nó này. Ba ơi. What? Why were you nóng nắng quá vậy ăn kem cả nhà? Con đi cái đường này vậy? Này thôi ăn kem một tí xíu. Ăn kem mà. Mời con nói ăn kem đi. Bị đau họng. I think it's good for cold, man. Yeah, it's good for cold.